đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Sáng ngày 8 tháng 4, tại hội trường huyện ủy Châu Phú, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp Tòa án Nhân dân tỉnh, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Dầu tổ chức buổi truyền thông phiên tòa giả định và tọa đàm phòng chống xâm hại trẻ em và được truyền thanh trực tiếp trên toàn địa bàn huyện. Hơn 200 em học sinh, trường trung học cơ sở thị trấn Cái Dầu và người dân trên địa bàn thị trấn đã đến dự. Phiên tòa giả định tái hiện lại một vụ án dâm ô người dưới 16 tuổi có thật, đã được xét xử trong năm 2021. Phiên tòa đã thay đổi họ tên, địa điểm của bị cáo, bị hại và những người liên quan. Theo đó, tình huống giả định là Nguyễn Văn Duy, 44 tuổi, đến trước cổng trường tiểu học X bán đá bào. Lúc này, Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 2009, đến mua đá bào. Trong lúc bán, Duy có hành vi dùng tay sờ bộ phận sinh dục bên ngoài quần của Thư. Sau đó vài ngày, Duy bán đá bào ở khu vực gần đó, Thư cũng đến mua và Duy tiếp tục thực hiện hành vi trên. Sau khi biết vụ việc, cậu của Thư đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Sau đó, Duy bị khởi tố điều tra. Tại phiên tòa, đối tượng khai nhận đã hai lần xâm hại đến Thư. Căn cứ vào khoảng 2 điều 146 Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân huyện tuyên phạt Nguyễn Văn Duy 3 năm 6 tháng tù về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 20 triệu đồng. Sau cái phiên tòa giả định này, trong lúc ra được bài học là xâm hại tình dục trẻ em, hiếp dâm trẻ em là những tội rất là nặng, cần được xử lý nghiêm từ pháp luật, và trẻ em thì rất là cần sự bảo vệ, sự lắng nghe từ mọi người, từ gia đình, từ xã hội. Sau phiên tòa giả định thì em biết được một phiên tòa như thế nào và giúp em hiểu được về tính chất nghiêm trọng của việc xâm hại tình dục, giúp em nâng cao được ý thức về tự bảo vệ chính mình và cũng như các bạn sẽ được nâng cao ý thức về việc tự bảo vệ bản thân. Sau phiên tòa giả định đã diễn ra buổi tọa đàm về phòng chống xâm hại trẻ em. Tại đây, học sinh và người dân đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các quy định pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, cách tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ bị xâm hại, giải pháp các ngành chức năng thực hiện trong thời gian tới để góp phần bảo vệ quyền trẻ em cũng như phòng chống xâm hại trẻ em. Trong tòa đàm các em có thể ngài không lên tiếng, em cũng có thể liên hệ đến cái tổng đài 111, tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em mà có một cái tổng đài vùng và đặt tại An Giang, cũng thể trao đổi hỏi thêm kỹ năng hoặc liên hệ trung tâm công tác xã hội quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, phòng trẻ em bình đẳng giới của Sở Lao động để có thể được tư vấn, được hỗ trợ. Các em đừng có ngại ngùng vì chính bản thân mình, để bảo vệ chính bản thân mình, để các em hãy mạnh dạn, hãy tự tin và để là cho mình tốt hơn và phát triển toàn diện tốt hơn trong tương lai. Tọa đàm về phòng chống xâm hại trẻ em và phiên tòa giả định gắn với vụ việc có thật được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy công tác bảo vệ trẻ em, cung cấp kiến thức pháp luật về trẻ em, kỹ năng bảo vệ và chăm sóc trẻ. Hoạt động đã tổ chức thành công, thu hút được sự quan tâm theo dõi của người tham dự, truyền tải được thông điệp thiết thực răn đe những đối tượng có hành vi trái pháp luật đối với trẻ em, đồng thời giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm quan tâm bảo vệ chăm sóc trẻ em của toàn xã hội để trẻ em được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh.